Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Rồi có một cái combo 3 món em bán cho anh em là 200 ngàn ha. Chuyển khoản đủ em bao ship luôn anh em. Đó. Nhà còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi một cây cuốc nè, cuốc thép trắng nè. Nó có ghép cái lưỡi dưới nhưng mà lưỡi dưới nó bị sét này ha. Rồi một cây cào ha. À, cây cào. Và một cây cuốc đây bên đây nữa ha. Cuốc đây đẹp nha. Đó. Rồi nguyên cái combo 3 món này bán giá 200 nghe anh em. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em, đó là combo cào cuốc 200 ha. Rồi em xin kết thúc clip nghe anh em.